em Phúc xin kính chào tất cả quý anh chị của chú khách hàng thân yêu đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12 chuyên bán nhà và đất ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đầu năm mới Phúc xin chúc tất cả quý cô chú một năm mới an khang thịnh vượng dồi dào sức khỏe vạn sự như ý để tiếp tục gửi đến quý anh chị cô chú khách hàng những sản phẩm nhà và đất ở quận 12 sổ hồng riêng giá cả thương lượng chính chủ video ngày hôm nay em Phúc xin giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà nằm ở phường Thạnh Xuân kế bên trường cao đẳng điện lực Căn nhà chúng ta nằm trong khu đồng bộ 108 căn. Căn nhà được thiết kế một trệt, một lửng, ba lầu với công năng sử dụng là một gara ra xe hơi, một phòng khách, một phòng bếp, bốn phòng ngủ, năm nhà vệ sinh, một phòng giặt, một phòng thờ. Căn nhà chúng ta có hướng tây nam phù hợp với quý anh chị mệnh phong thủy tây tứ trạch. Đường trước căn nhà có chiều ngang là 10m, hai xe ô tô né nhau. Căn nhà chúng ta nằm trong khu dân cư đồng bộ, có cổng bảo vệ, an ninh rất là an toàn. Vị trí căn nhà cách ngã tư ga Quốc lộ 1A 1 km và về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 20 phút đi xe máy. Diện tích căn nhà có chiều ngang là 4,4 m và chiều sâu là 12 m đã được chủ hoàn công một trệt một lửng 3 lầu. Và được chủ gửi bán với giá 5 tỷ 500 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc lá cho quý anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong để tham quan căn nhà. Khu vực tầng trệt phía trước gia chủ chờ cho chúng ta một khoảng sân dùng để làm gara xe hơi. Phía trên thì trần thạch cao và hệ thống đèn chùm rất là sang trọng. Căn nhà với tông màu trắng sáng rất là hiện đại. Hai bên tường thì cũng được gia chủ ốp gạch cao lên 1m2 bao quanh hết khu vân vực tầng trệt phía tường bên trái và bên phải cũng được gia chủ trang trí cho chúng ta hai bức tranh khá là lớn nhà được thiết kế một lửng tạo một không gian rất là thoáng ở khu vực tầng trệt. Cầu thang thì được bố trí giữa nhà và được trang trí một cái kệ để rượu nằm ở đối diện cầu thang cho chúng ta để những quà lưu niệm và những chai rượu quý giá. Khu vực nhà bếp cũng được gia chủ bố trí cho chúng ta một kệ tủ để bếp bằng gỗ tự nhiên. Mặt bếp thì được làm bằng đá hoa cương và nhà vệ sinh được bố trí phía sau cùng dùng cho tất cả những người sinh hoạt ở tầng trệt và khách đến chơi nhà cũng đầy đủ các công năng lavabo bồn cầu phổi tắm hoa sen gương soi và hiện tại trong khu vực này có hơn 100 căn và đã bán hết hơn khoảng 60 căn còn lại 40 căn chưa hoàn thiện giá từ 5 tỷ cho tới 5 tỷ 3 pháp lý là sổ hồng riêng đã hoàn công một trệt một lửng ba lầu quý anh chị có thể mua để về hoàn thiện và đây là căn nhà khách đã mua hoàn thiện và được chào bán lại với giá là 5 tỷ 500 triệu có thể dùng làm phòng khách hoặc là phòng sinh hoạt chung cầu thang thì được làm ốp đá hoa cương ốp kính cường lực và tay dịnh và bằng gỗ tự nhiên tầng 1 có hai phòng ngủ phía trước và phía sau mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng đây là phòng ngủ phía sau có nhà vệ sinh riêng và một cái cửa sổ đưa ra giếng trời dùng để lấy gió và lấy sáng rất là mát mẻ nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ các công năng lavabo bồn cầu gương soi vòi tắm hoa sen và cũng được ốp gạch cao lên tới uh, full tường bây giờ chúng ta sẽ tới tham quan phòng ngủ phía trước phòng ngủ số 2 cũng có nhà vệ sinh riêng cũng đầy đủ các công năng lavabo bồn cầu gương soi ngoài tấm hoa sen phòng ngủ phía trước thì chúng ta có một cái ban công chiều ngang là 4m và chiều đưa ra là 1m chúng ta có thể đi ra phía trước để hóng gió căn nhà của chúng ta thì nằm trong khu đồng bộ có cổng bảo vệ an ninh rất là an toàn tuyệt đối nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí căn nhà sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá Phúc xin nhắc lại căn nhà của chúng ta có diện tích chiều ngang là 4,4m và chiều sâu là 12m được thiết kế một chệt một lửng ba lầu với công năng sử dụng là một phòng khách một radar ô tô một phòng bếp bốn phòng ngủ năm nhà vệ sinh một phòng giặt một phòng thờ và sổ hồng riêng đã được hoàn công đầy đủ và chủ chào bán với giá là 5 tỷ 500 triệu giá này quý anh chị có thể gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá đây là không gian lầu 2 gồm phòng ngủ phía sau và phòng ngủ phía trước Và hiện tại với mức giá 5,5 tỷ thì đây có lẽ là căn nhà rẻ nhất trong khu vực Ở đây vì theo Phú biết những căn nhà xung quanh chưa hoàn thiện qua chỉ xây phần thô thôi có giá từ 5 ,1 tỷ 1 tới 5 ,3 tỷ 3 quý anh chị cầm 2 đến 300 triệu không thể nào hoàn thiện được như căn này nhà chúng ta thì mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng tạo một không gian riêng biệt cho mỗi phòng. Và đây là tầng 3, tầng cuối cùng của căn nhà. Phía trên là một cái giếng trời dùng để lấy sáng cho toàn bộ khu vực cầu thang. Tầng 3 thì có một phòng thờ phía trước và một sân phơi phía sau. Video review căn nhà của em đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Nếu quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất ở quận 12 thì cứ alo cho Phúc và nói ra cái nhu cầu mà mình muốn mua và tầm tài chính mình muốn mua thì Phúc sẽ tìm và những sản phẩm đẹp nhất để gửi cho quý anh chị. Video của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về nhà và đất ở quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại.